Đêm sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 ngày càng đến gần, các hoạt động truyền thông bên lề càng trở nên sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, hai đại sứ thiện chí của chương trình là ông John Nelson, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, và Hoa hậu Dương Thúy Linh đã đến giao lưu tại trường Đại học Quốc tế RMIT. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hành động để chống lại biến đổi khí hậu thông qua những việc làm hàng ngày. Chúng ta đều có thể thay đổi hành vi để giảm phát thải khí carbon. Các bạn trẻ chính là lực lượng quan trọng góp phần quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai phát triển bền vững. Trong chuỗi hoạt động Giờ Trái Đất với sinh viên, bốn đại sứ của chương trình đã đến giao lưu tại gần 10 trường đại học với 3.000 sinh viên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tăng gấp 3 lần so với số lượng sinh viên tham dự năm 2012. Con số này đã chứng tỏ sự quan tâm hơn của các bạn trẻ đối với môi trường sống. Hoạt động đạp xe chuyển động xanh cũng được tổ chức đều đặn 2 lần trong suốt thời gian phát động chiến dịch. Từ 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 3, hơn 200 tình nguyện viên đã tập trung tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đoàn đi trên cung đường 7 km trong nội thành qua Nhà hát lớn, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Vườn Hoa Lenin. Được tham gia một cái chiến dịch nó rất hết sức ý nghĩa như thế này, và em nghĩ là chiến dịch Giờ Trái Đất nói chung và cái lần đạp xe này nói riêng đã nâng cao được nhận thức của người dân thủ đô về Giờ Trái Đất và về môi trường. Ngoài các tình nguyện viên, chuyển động xanh còn thu hút sự tham gia của các câu lạc bộ và tổ chức về môi trường như Mùa Hè Xanh, Touch, CVO, Môi Trường 360 Độ, Áo Xanh Tình Nguyện. Các đại sứ của chiến dịch là ca sĩ Tùng Dương, Hoa hậu Dương Thúy Linh, ca sĩ Bảo Trâm cũng liên tục đồng hành cùng các hoạt động bên lề của chương trình. Hôm nay là một cái ngày mà Dương nghĩ rằng là có lẽ rất là ý nghĩa trong cuộc đời mình vì được tham gia trực tiếp cùng với tất cả các bạn sinh viên. Đó là một cái điều mà Dương rất là mong muốn và nghĩ rằng đó là một cái sứ mệnh của một cái người nghệ sĩ luôn luôn góp một cái phần, góp cái tiếng nói, cái hình ảnh của mình để giúp cho hành tinh xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Điểm mới của chiến dịch năm nay còn có cuộc thi làm phim ngắn được phát động trên toàn quốc từ ngày 5 tháng 2 năm 2013. Cuộc thi khuyến khích các cá nhân, tập thể sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, phản ánh suy nghĩ và hành động liên quan đến tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 39 phim ngắn với nhiều thể loại phim truyện, tài liệu, phóng sự. Song hành cùng tất cả các hoạt động là một cây vân tay nhằm thu thập dấu vân tay của các cá nhân, tập thể tham gia. Mỗi dấu vân tay sẽ là một lời cam kết đồng hành, cũng như thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội và những người xung quanh.